Việc cải tạo chung cư cũ thì đòi hỏi một nguồn vốn rất lớn, trong khi nguồn lực cho sửa chữa nhà của Hà Nội thì lại eo hẹp. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia xã hội hóa cải tạo chung cư, thì nhiều giải pháp đồng bộ khác cũng được thực hiện song song nhưng chưa thực sự hiệu quả. Những ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch ngay sau đây có thể là những gợi ý giúp thành phố giải bài toán khó này. Đây là diện mạo mới nhất của tòa nhà D2, khu tập thể Giảng Võ, sau khi đã được xây mới. Một tòa nhà khang trang cao tới vài chục tầng, với vài ngàn hộ dân sinh sống. Đây được coi là khu vực có vị trí đẹp, và đương nhiên, nó được ưu tiên cải tạo trước. Nhu cầu phải xây lại thì đúng rồi, nhưng mà tổ chức thực hiện thì không triển khai được bao nhiêu. Chỉ một vài nơi là làm được một vài cái nhà thôi. Những cái nhà ấy không chắc đã phải là những nhà cần thiết phải cải tạo sớm nhất, nhưng vì nó ở cái vị trí đẹp ở trong cái đô thị cho nên á, là cải tạo nó đi á, thì lên cao tầng á, thì đem lại nhiều nguồn lợi nhuận. Với gần 1.000 chung cư cần được khảo sát để có kết luận chính xác về thực trạng để rồi đề xuất phương án sửa chữa. Nhưng thay vì sử dụng các phương pháp khoa học thì Hà Nội lại chủ yếu dựa vào quan sát và kinh nghiệm của các chuyên gia. Chúng tôi mời các chuyên gia đầu ngành về nhà ở, về kết cấu, về kiến trúc tham gia để chúng tôi đi khảo sát bằng cái mắt thường và bằng cái kinh nghiệm. Đấy, thì từ đó thì chúng ta mới phân loại ra để chúng ta thực sự kiểm định. Chứ còn nếu mà các bạn biết nên kiểm định một lúc gần 1.000 cái thì sẵn là cũng rất là khó khăn. Thứ nhất là về tiến độ, thứ hai là về vấn đề kinh phí. Cái đấy chỉ là kinh nghiệm chuyên gia. Bắt mạch thì vậy thôi. Nhưng cái quan trọng này là phải có cả một cái chương trình về vấn đề là nghiên cứu về cái độ lún của công trình, cái độ mất an toàn công trình bằng máy móc thiết bị. Phải có đo, vẽ và kiểm tra bằng cái hệ thống máy móc thiết bị để làm rõ được cái thực trạng ngôi nhà đó. 10 năm mà chúng ta chỉ làm được thế có nghĩa là chúng ta đã mất đi một thời gian rất lớn mà chúng ta làm được quá ít công chuyện. Vì thế, giải pháp được cho là tạm chấp nhận được lúc này, đó là những hộ dân đang sống tại các chung cư cần chủ động cải tạo căn nhà của mình. Người dân sẽ phải tự tổ chức để mà sửa chữa cải tạo những cái gì mà cần phải sửa chữa cải tạo theo kết quả kiểm định mà chúng tôi phê duyệt. Đấy, bởi vì ở đây là gì? Tất cả các chung cư cũ này đều bán theo 61. Tức là bây giờ sở hữu là thuộc của người dân thì người dân mà theo quy định pháp luật là ở là người dân phải đóng góp tiền vào mà sửa chữa những cái phần sử dụng chung. Tại sao những người ở trong chủ sở hữu các cái đó lại không đứng ra vay ngân hàng để mà cải tạo cái nhà của mình? Bao nhiêu lợi ích làm ra được là mình hưởng, thế lại sao lại phải thông qua một cái ông kinh doanh bất động sản? Đấy. Cho nên chúng tôi đề xuất đó, là nhân dân trong các chung cư tổ chức thành hợp tác xã nhà ở, rồi được nhà nước bảo trợ, được chính quyền thành phố bảo trợ đi vay tiền ngân hàng để mà cải tạo cái nhà đó. Được sống an toàn và ổn định trong căn nhà của mình là mong muốn chính đáng của người dân. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự thay đổi của cơ chế chính sách từ các cơ quan chức năng thì có lẽ phải rất lâu nữa những công dân tập thể của Hà Nội mới thoát khỏi cảnh sống này.